chùa Hàm Long, chùa nổi tiếng, chùa Nhốt Vong. À, chùa này thì lâu đời, nổi tiếng lâu đời. Chả biết nhà nữa. Rất nhiều người từ các nơi đến đây. Nhiều chứ. Vâng. Bây giờ ở ngoài nó cái nhà, nhiều vâng. Pháp sư cao tay nó cũng lập cái nhà. Nhà các thầy đấy, xem. Chùa nằm trên đỉnh của đồi, đây là đường đi xuống. Quy hoạch thì cũng đẹp đấy chứ. Nhà nào mới đang kiến thiết này. Chắc ở đây ngày rằm ngày lễ chắc đông lắm. Thì mình đi xuống. Từ quốc lộ 18 vào đây cũng dễ tìm không? Cái này dễ. Mình thì mình không đi bao giờ. Chưa đi bao giờ thôi đi. Không bảo bao giờ nó khó cho nên đi đi một lần rồi. Chùa về mất 24.000. Vé xe. Vé xe. Đây ở dưới có cái kiểu khuôn viên dưới này đẹp. Đây nó vẫn có dân ở. Dân ở quanh đây vẫn bám dân. Chính ra những khu này là không cho dân nhỉ, đuối mãi ngoài. Vâng, đuối ngoài đẹp hơn. Đúng rồi. Ngày lễ ngày liếc ở đây chắc là đông. Nhưng mà đây ngày lễ đúng, nhưng cái đây người ta sắp lễ chứ nhỉ. Vâng, sắp ngoài này người ta sắp lễ là làm cái gì cho con dân thâm nhập làm. Vâng. Đây khuôn viên chùa đây đẹp này. Xe để đây. Ừ, thì những đường này là xe. Vâng. Đây có trên kia chặt làm sao ô tô lên. Vâng, trên đỉnh núi. Được, xe máy cũng đã chặt. Đây có nhà trọ này. Bọn sen hết nhỉ. Vâng. Nghe những cái trọ nhà trọ dân này phải cho ra khỏi chùa. Cho ra khỏi ngoài đi. Đây trong những ngày lễ đỗ xe ở đây. Sâu cấm tâm. Cái này chắc là cái đài sen. Chỗ này dễ đi. Trong giữ xe làm cái cống cái cuốn người là ngồi ở ngoài cống này nhỉ. Các bạn nó gác tròi ở ngoài. Vâng. Không, chắc ngày bình thường họ chỉ cho xuống kia thôi, còn đây ngày thường à ngày lễ thì họ cho ngày rằm mùng 1 thì họ cho xuống ấy thôi chứ còn ở kia thôi, còn đây thì họ chưa đỗ ở đây thôi. Từ bi hạ sĩ hỉ xả, từ bi hạ sĩ hỉ xả. Đây là trái Thái Bảo Lam Sơn. Vừa anh vừa ngã ba gì nhỉ? Vừa cái ngã ba anh vừa ngã ba gì anh vừa bảo ngã ba đây đợt chỗ vừa rồi anh mới đi vào nhỉ? Đa cấu. Đa cấu đúng không? Đây là thuộc đa cấu. Đây thuộc đa cấu. Đường này cũng dễ đi qua Hồng Hải đến chỗ nhà mày có ống khói bên tay trái từ Bắc Linh mà đi thường xuống là bên tay trái nó có cái ống khói. Chùa. Thế mà rồi anh làm ở đây mà mình không để ý gì chùa này trong này. Vâng, không biết. Cũng không hỏi hàng. Đây này. Là ghi Thái Bảo Lam Sơn quê quán Bắc Linh này. Nhưng mà chỗ ngã ba ngã tư này ngã ba đa cấu đúng không? Đấy là ngoài đấy thì là đa cấu, trong này là khác. Đây là thuộc xã khác rồi. Đây là Lam Sơn. Vâng, đây buôn bán tấp lập nhỉ, nhà trọ ăn uống ngủ nghỉ lắm, nhà trọ lắm đấy. Khu này giờ nó mạnh về nhà trọ. Vâng, công nhân nhiều. Công nhân nhà trọ ăn ngủ nghỉ các dịch vụ ăn theo. Đây có bến xe buýt 79A. Đất ở đây là đắt lắm ấy, chứ chả rẻ đâu. Đất này. Vâng. Đất đây là quê nhưng mà nó thành phố rồi. Đất đây. Nên xây như phố mới hay là có công nhân ở mấy các khu công nghiệp nên là nó đẩy hết dân cư vào đây. Lấy hết đất
xá đông nhỉ, làm lắm đấy, buôn bán tấp nập này, biết bao nhiêu bạn công nhân đang làm ở đây. Dân lại giàu, dễ làm ăn à. Dễ làm ăn, ờ. Dân dễ làm ăn. Đông dân lên. Đất này đắt gấp 5 gấp 10 ngày xưa. Ngày xưa anh làm trong này. Đúng rồi, làm trong này, tút vào trong nửa giữa giữa cái làng này. Vâng. Nhưng mà mình không để ý cái chùa trong này. Chùa nổi tiếng mà. Cũng không thông, cũng không hỏi, mình không mộ, không đi đâu đến. Không đi mình không để ý. Mình đi làm đấy, xong mình về mình cũng không lang thang tụt lên. Không để ý ai biết. Em đi qua nhiều lần em chưa vào đây bao giờ. Khu đường Quý Võ này em qua nhiều. Trước năm ngoái đi làm ấy thì lại không đi ra cái đường ngoài đấy. Vâng. Đi ra đến ngoài cái đường không rẽ đi đi ở dưới đường chợ dưới ngoài cơ. Xong rồi gần lên đến cầu rồi mới rẽ lên. Vâng. Xong ra thì bà lại lấy tôi bỏ cúng ngài cúng thì sẽ cúng người tâm cúng cho tâm. Như vậy nữa mình tâm. Muốn chắc chắn thì mà có người nhận thì dễ mình yên tâm hơn, nhưng mà cứ gọi là tâm mà đi vai khắp lời thì biết chỗ đéo nào. Cứ chí sang bên này sang biết chó nào. Chùa thì rộng khắp lời chỗ đéo nó đóng cửa nhảy. Tùy tâm anh ạ. Thì cái tâm này chứ còn giờ không biết làm mình